Phi trường Đà Nẵng chào mừng vị khách thứ 5 triệu trong năm 2014. Vị khách may mắn là ông Trần Minh Thịnh, giám đốc của một công ty sắt. Tờ Tuổi Trẻ cho biết ông Thịnh đáp xuống phi trường Đà Nẵng trên một chuyến bay của Vietjet cất cánh từ Hà Nội. Hãng hàng không giá rẻ này đã ra thông cáo báo chí cho biết hành khách may mắn này đã được trao tặng món quà đáng giá là được bay miễn phí trong suốt một năm. Hai hành khách theo sau ông Thịnh là du khách người Nhật Yasuda Tekonori và một công dân Việt Nam tên Nguyễn Thị Thúy Ly được tặng một vé khứ hồi tới Singapore. Phi trường Đà Nẵng có kinh phí lên tới 63 triệu đô la. Giám đốc phát triển doanh thương của Vietjet nói hãng hàng không này ca ngợi sự phát triển mạnh mẽ của phi trường quốc tế Đà Nẵng và cho hay hãng Vietjet đang nhắm mục tiêu là tăng số hành khách vượt xa con số 5 triệu người một năm trong những năm sắp tới. Số lượt khách đáp xuống phi trường Đà Nẵng đã tăng 16% so với cùng kỳ. Trong khi số khách quốc tế tới phi trường này đạt mức 900.000 người, tăng 53% so với năm 2013. Phi trường có số khách đông nhất vẫn là phi trường Tân Sơn Nhất với 20 triệu lượt khách. Kế đó là phi trường Nội Bài với 12 triệu lượt khách theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam.